Rồi, xin chào anh chị, hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách sử dụng công cụ Simu Tech Đây là một công cụ vô cùng lợi hại giúp anh chị có thể đăng lên một lần năm nền tảng khác nhau. Ví dụ như là fan fanpage này, Facebook profile này là Facebook cá nhân, Instagram, YouTube Shop hoặc là trên TikTok. Vậy nên nếu anh chị chưa có tài khoản, anh chị có thể comment bên dưới tên và số điện thoại của mình để nhân viên của bên em có thể liên hệ với anh chị để hỗ trợ sử dụng hoàn toàn là miễn phí. Ngoài ra em sẽ tặng cho mọi người một cuốn ebook sức mạnh của video ngắn. À đây chính là giao diện của phần mềm ha thì phần mềm nó sẽ có nhiều tác vụ ví dụ như là hướng dẫn nè, quét data này lịch trình nè, tài khoản đăng bài. Và cái cuối cùng đó chính là tác vụ về video. Vậy thì em sẽ qua từng cái ha. Đầu tiên tức là hướng dẫn, tức là hướng dẫn là sao? Nếu mà anh chị xem video này thì em đã hướng dẫn cho mọi người rồi. Vậy thì khi mà mọi người có phần mềm rồi. Vậy mọi người á gặp một vấn đề gì đó thì mọi người có thể vào bấm chữ hướng dẫn thì mọi người có thể bấm vào đây để xem những cái hướng dẫn trực tiếp trên phần mềm luôn ha khỏi cần phải vào trên YouTube và xem lại cũng được tiếp theo nữa là chính là tác vụ và quét data thì tất nhiên rồi chúng ta có video và nếu mà anh chị chưa có video thì chúng ta phải quét data đó phải quét những cái video thì ở đây á công ty đã cho chúng ta đó chính là ba nền tảng tiktok dozin và kaiso đúng không vậy thì đa số mọi người sẽ sử dụng cái gì đó chính là tiktok hoặc là dozin thì ở đây chúng ta có thể quét bằng cái hashtag thì anh chị bấm vào hashtag ví dụ em bấm chữ sách đi thì chúng ta có thể quét rồi anh chị chờ nó một chút xíu để cho nó quét ra cho mình ha ở đây thì nó sẽ quét rồi nó sẽ quét ra rất nhiều về cái cái từ cụm từ hashtag là sắp rồi ở đây sẽ bấm dừng ha rồi cái thứ hai nữa là anh nếu mà anh chị muốn tải về một cái kênh nào đó kênh tiktok của mình chẳng hạn thì anh chị có thể nhập cái link tiktok của mình vào bằng cách là anh chị vào trên facebook và anh chị chọn cái link tiktok của mình ở đây thì em đang ví dụ cho mọi người một cái kênh tiktok của em ha, đây anh chị copy cái đường link tiktok này của mình rồi anh chị vào trong phần mềm anh chị bấm dán cái kênh tiktok của mình vô sau đó anh chị bấm chữ quét thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ quét đó nó sẽ quét được bảy trăm bảy video thì anh chị cũng có thể xem ha đấy rồi ở đây thì nó sẽ cho mình là cái id của video này và cái nội dung thì Nội dung của video đó, lượt like, lượt view và người đăng thì người đăng là em này. Đấy, hoặc là một là anh chị ở đây anh chị bấm chữ tải về thì nó sẽ tải những cái video đó. Thì anh chị sẽ bấm vào một cái thư mục nào đó ha. Em bấm vào cái chữ là các bạn tắt đi, em bấm chữ tải về. Đó, để cho nó chạy phần trăm là ok là nó đã tải về rồi. Thì đó là cái tính năng trên TikTok hoặc là trên dinh Trên dinh thì uh, thì nó sẽ có cái gợi ý. Là gì? Anh chị sẽ uh, vào cái dinh rồi user hoặc là cái đằng sau này, cái mã đằng sau hoặc là anh chị sử dụng cái cái kaiso cái thì nó sẽ có nhập cái cookie của kaiso hoặc là bạn cũng nhập link của kaiso luôn. vậy thì có một cái ở đây chính là anh chị phải đăng nhập vào tài khoản của mình trước. vậy thì ở đây nó sẽ có cái phần tác vụ về tài khoản, đúng không? thì tác vụ về tài khoản này thì anh chị phải bắt buộc phải đăng nhập nick của mình vào để chúng ta có thể quét hoặc là chúng ta có thể đăng bài. Ờ. vậy thì cái chỗ tác vụ tài khoản này nó sẽ có những cái tính năng như là thêm tài khoản, thêm tài khoản ở đây thì mình sẽ có bởi vì mình chạy 4 nền tảng và 5 5 nền tảng. Cho nên là nó sẽ cho anh chị là ví dụ như là Facebook và cá nhân với lại Fanpage là một rồi thì nó cho là Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Vậy thì Facebook đầu tiên thì nó sẽ có cái dạng cấu trúc là ID, password và HA. Ví dụ như là tài khoản của em đi. Tài khoản của em là Hiếu đúng không? Vậy thì em lấy cái ID như thế nào? Em sẽ bấm vào cái chữ profile của mình nè. Thì nó sẽ có nó sẽ có như thế này thì em chỉ cần copy cái cái link này thôi vậy thì trường hợp á nếu mà anh chị đổ tên rồi thì nó sẽ không có hiển thị cái id thì anh chị phải vào là ai google anh chị phải search google đấy rồi anh chị bấm chữ id uid facebook rồi anh chị bấm vào cái nút đầu tiên anh chị cấp dán cái link facebook của mình vô và anh chị bấm chữ search thì nó sẽ ra cái UID của mình thì đây chính là ID của mình anh chị ở đây và cái cái dấu thăng tiếp theo nữa chính là cái password của mình là cái mật khẩu của mình thì anh chị có mật khẩu thì anh chị bấm vô đây tiếp theo nữa là cái hai ba hai ba là cái là cái mã bảo mật của nick của mình thì mỗi nick nó sẽ có một cái mã bảo mật khác nhau thì anh chị lấy cái mã hai ba của mình bỏ vô thì nếu mà anh chị nếu mà anh chị không có mã hai ba thì anh chị hãy tạo cho mình một mã hai ba để mình bảo mật nick của mình còn nếu mà không có thì anh chị cứ thêm tài khoản và là cái password của mình vào thôi hoặc là cái thứ ba nữa là cái cookie vậy nhưng em phải khuyến khích mọi người sử dụng id password và A cho tài khoản facebook của mình ở đây thì em đã thêm tài khoản facebook của mình ha thì nó lại thêm rồi ha hoặc là anh chị bấm vào cái chữ tiếp theo nữa là instagram instagram thì anh chị vào chữ user và là quốc mà thôi thì instagram thì nó cũng đơn giản thì anh chị bấm vào instagram thì ở đây đúng không thì mọi người sẽ bấm vào đây là đây chính là cái user của mình đây chính là cái user của mình đấy đây chính là user em rồi cái password thì anh chị điền cái password của mình vào xong là anh chị bấm chữ thêm là xong tiếp theo nữa là trên tiktok trên tiktok thì nhập cái cookie ừ. vậy anh chị muốn có cái cookie đó, thì anh chị vào cái chữ là get cookie atb rồi anh chị bấm chữ này sau đó mình bấm chữ tải file cookie rồi sau khi anh chị tải xuống anh chị bấm vào sâu thư mục nè anh chị sẽ giả dạ nén nó ra bằng cách là bấm chuột phải nè vào trong cái clip sắc uh, here này hoặc là cái sắc đi tu nè thì đó là tùy vào cái định dạng cái máy của mình ha rồi nó sẽ ra file bởi vì em đã làm cái file của cái cookie rồi cho nên là nó nó sẽ không có ra cái file nữa ở đây thì nó đã có cái cái cookie thì em chỉ bấm vào ở đây thì anh chị nó sử dụng trên Chrome thì chị bấm về dấu 38 chấm anh chị bấm chữ module và bấm chữ extension còn nếu mà anh chị dùng cốc cốc á, thì ở trên phía cốc cốc này nó sẽ có cái biểu tượng màu xanh anh chị bấm vào chữ cốc cốc và anh chị bấm vào chữ extension thôi mình sẽ mình kéo qua chỗ develop more thì mình kéo qua ha rồi cái lock mình bấm chữ lock Và xong rồi mình vào cái file cookie hồi nãy hồi nãy mà mình vừa giả nén ví dụ như là cái adobe cookie này anh chị bấm vào chữ select selection folder này thì nó sẽ kéo cái extension của anh chị, nó sẽ cho mình cái file này ở trên cái thanh giao diện extension này, đúng không? Vậy anh chị vào trong cái kênh TikTok của mình. kênh TikTok của mình. Anh chị bấm vào cái cookie xong rồi anh chị copy. Rồi anh chị dán cái cookie này vào. Lưu ý nha, anh chị phải chọn nền nền tảng nha, nền tảng là TikTok nha. Và anh chị bấm chữ thêm là xong. Tiếp theo nữa là anh chị có thể sử dụng YouTube YouTube thì nó hơi phức tạp một xíu Thì nó phải đồng bộ với lại cái email của mình Vậy thì anh chị sẽ nhập email kênh của mình đúng không? Vậy thì em có một cái kênh YouTube Vậy thì em sẽ nhập cái kênh Cái uh, cái Gmail của cái kênh của mình Ví dụ như là cái Gmail của em là Uyhusr22 cộng Gmail.com Sau đó mình bấm chữ thêm Rồi sau khi thêm tài khoản thành công á Tiếp theo nữa là mình sẽ đồng Mình sẽ Ở đây thì tiếp theo nữa là mình sẽ lấy Asset token của cái fanpage Của cái Facebook cá nhân của mình này đồng bộ tài khoản trên YouTube nè, lấy cookie của Instagram và web uh, fanpage để chọn thì ở đây đúng không? Thì mình sẽ bấm vào cái tài khoản của mình đã thêm trên cái uh, uh, fan, uh, Facebook profile trước nha, Facebook cá nhân trước. Thì em bấm, ở đây ha, anh chị bấm vào cái chỗ nick Facebook cá nhân của mình nè, mình sẽ bấm vào cái chữ là lấy token được chọn. Thì bên cạnh đó thì phần mềm nó sẽ có bốn cơ chế để lấy token, một là lấy token cơ chế mặc định thì mình sẽ mở bằng cái Chrome uh, giả lập hai là lấy token cơ chế cho Instagram thì đó là anh chị có lấy thể tôi lấy token ha. thứ ba nữa là lấy token cơ chế không mở Chrome tức là nó, khi mà anh chị lấy token thì phần mềm nó sẽ không bật cái Chrome lên luôn và nó sẽ tự động nó lấy. rồi mình sẽ lấy token không uh, dùng cơ chế bằng bằng cái cookie tức là cái cookie hồi nãy khi mà anh chị đăng nhập vào nếu mà anh chị đăng nhập bằng cái cookie á thì anh chị bấm vào cái chữ lấy token bằng cái cookie này thì nó thì nó sẽ, nó sẽ lấy ha rồi ở đây thì em sẽ bấm vào cái chữ là lấy token cơ chế không mở chrome đi để cho nó tiện à, em sẽ bấm vào cái chữ là lấy asset đã token thì anh chị chờ nó một khoảng thời gian để cho nó bắt đầu là nó phần mềm nó tự động nó chạy thì sau khi mà nếu mà nó chạy thành công á thì anh chị thấy là cái chỗ ở bên phần phần mềm này nó sẽ hiển thị là lấy token thành công hay là khi mà anh chị bấm chữ lock này nó sẽ bấm vào cái chữ là lấy token này, lấy token thành công thì anh chị chờ một xíu để cho phần mềm nó hiện bắt đầu nó hiển thị ha. Đó, vậy thì nó đã ghi là lấy token thành công rồi. Thì tài khoản mình đã lấy token rồi. Tiếp theo nữa là anh chị có thể là quét tại quét fanpage tài khoản đã được chọn thì một cái chữ là quét tài khoản bếp ha. Rồi, để cho nó bắt đầu là nó quét những cái fanpage. Ở đây thì nó hiển thị là 3 35 fanpage đang hiện tại đang có. Tiếp theo nữa là anh chị bấm vào cái chữ là đồng bộ tài khoản YouTube được chọn thì ở đây thì em sẽ bấm vào kéo xuống bên dưới em sẽ chọn cái tài khoản uh, trên YouTube em sẽ bấm vào cái chữ là đồng bộ tài khoản YouTube. Là hồi nãy bởi vì mình chỉ lấy uh, cái im đăng nhập vào tài khoản email thôi thì ở đây thì mình uh, khi mà anh chị bấm vào chữ đồng bộ tài khoản trên YouTube thì nó sẽ phần mềm nó sẽ động hướng dẫn là mình đồng bộ. vì đồng bộ ở đây thì anh chị bấm vào một là anh chị click, click vào mail trên Chrome hay là set nhận đồng bộ mail trên Chrome. Thì ở đây anh em sẽ bấm vào cái chữ là đăng nhập ha, thì em sẽ đăng nhập số điện email của mình và xác minh như bình thường thôi. Thì sau khi xác minh anh chị bấm vào cái chỗ là xác minh đồng bộ Gmail với Chrome. Thì sau khi anh chị đồng bộ rồi thì nó sẽ thành công thôi. Rồi. Tiếp theo nữa là cái phần được gọi là lấy token cho Instagram thì nếu mà anh chị đăng nhập vào Instagram thì anh chị lấy luôn token cho Instagram luôn. Rồi. Vậy thì cái TikTok này thì anh chị không cần phải lấy đồng bộ ha bởi vì cái thằng TikTok này dùng để quét, quét tài khoản trên 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 TikTok hay là gì đó thì anh chị sử dụng. Rồi, tiếp theo nữa là quản lý proxy. Proxy là sao? Tức là khi mà anh chị có trên 10 fanpage hoặc là uh, 20 fanpage hoặc là 50 fanpage hoặc là 100 fanpage như em chẳng hạn thì anh chị phải sử dụng proxy để cho nó đăng thì trường hợp đăng này nó sẽ uh, nó nó sẽ bị nó nó sẽ tránh cái tình trạng là Facebook nó quét cái fanpage đó và uh, hoặc là quét cái nick đăng đó để giảm mình sẽ giảm đi cái tình trạng được gọi là checkpoint bon cho trên tài khoản của mình. Thì nếu mà anh chị có proxy V6 á rồi, V 6 thì nó sẽ không hỗ trợ cho tài khoản tiktok. Ờ, thì anh chỉ có thể sử dụng Roxy V 4 ha. thì V 6 thì nó sử dụng cho tài khoản trên Facebook và những cái tài khoản khác. Ha, thì nếu mà anh chị chưa có tài khoản của Roxy thì anh chị có thể vào trong trang web là mua tài khoản .com.vn để anh chị có thể mua tài khoản Roxy ha. thì nó cũng rất là rẻ thôi để cho anh chị sử dụng. Rồi khi mà anh chị có Roxy thì anh chị dán vào đây dán vào đây ở đây thì nó sẽ có có bốn cơ chế đó chính là cơ chế một đó chính là thêm tự động một proxy cho một tài khoản hoặc là hai tài khoản để chọn thì ở đây thì em ví dụ nhà em thêm hai tài khoản thì em chọn click vào hai em bấm vào chữ thêm thì nó sẽ thêm hoặc là em em bấm vào chữ áp dụng em bấm vào chữ áp dụng thì nó sẽ áp dụng cho cái cơ chế này ha rồi cái cơ chế thứ hai của nó là tự động chia proxy cho cho các tài khoản chưa gắn ví dụ như là em muốn thêm ví dụ như là em đã từng gắn cho một cho mục đích A này chẳng hạn nhưng mà khi mà em thêm nick B này vào và em chưa gắn cho nó thì em có thể bấm cái cơ chế thứ hai đó chính là tự động chiêu cho cho tài khoản chưa gắn rồi 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 cái cơ chế ba đó chính là chọn rồi và xét cho tài khoản được chọn tức là một rồi một tài khoản rồi cái cơ chế số 4 là chia đều tự động chia đều rồi chưa, uh, chưa sử dụng cho các tài khoản uh, được chọn thì mình sẽ random random cái rồi cho những cái nick Facebook của mình ha rồi tiếp theo nữa là anh chị ở đây thì nó có thể check cái live rossi hoặc là số rossi đã đai hoặc là sót các rossi được chọn đó là tùy vào cái cách mà anh chị có thể chọn cái rossi ha tiếp theo nữa là danh quản lý danh mục quản lý danh mục thì ở đây thì em đã quét ra những fanpage thì em sẽ quản lý được cái thứ nhất là tài khoản facebook cá nhân của mình này bên em sẽ nót ra cái nền tảng ví dụ như là profile profile là facebook cá nhân profile đây là fanpage đây là fanpage 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 rồi rồi youtube rồi fanpage 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 fanpage, fanpage. thì nó sẽ quản lý cho mình cái danh mục đó à, thì mình có thể mình có thể một là anh chị có thể thêm danh mục cho nó nè thì mình có thể nhập tên danh mục mình chia ra ví dụ như là anh chị có 100 fanpage nhưng mà mỗi fanpage là một cái anh chị có 10 fanpage đúng không là 100 fanpage thì trong đó có 10 cái fanpage là ngành A 10 fanpage là ngành B 10 fanpage là ngành C chẳng hạn thì mình có thể phân chia ra từng danh mục cho cái fanpage đó để chừng sau mình khỏi mình ví dụ trong quá trình mà mình đăng bài trên fanpage đó chẳng hạn thì mình khỏi ngồi uh, chọn lựa từng cá từng cá nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian của anh chị luôn vậy thì ở đây mình em đã thêm phần danh mục vào rồi thì anh chị có thể thêm cái danh mục này vào từng cho ngành hàng của mình ha rồi tiếp theo nữa chính là đăng bài đăng bài ở đây thì anh nó sẽ có năm cái chức năng là đăng bài trên Real Profile, đăng bài trên Real Fanpage, đăng bài trên Real Instagram, đăng bài trên YouTube Shop và đăng bài trên TikTok thì em sẽ cái đầu tiên đó chính là đăng bài trên Real Profile. Ở đây em có cái profile cá nhân của mình, đúng không? Vậy thì em bấm vào cái chỗ này. Tiếp theo nữa là em sẽ chọn cho mình những cái video hồi nãy, ví dụ như là hồi nãy bên phía bên tay phải bên em đó chính là cái video đã đau thì ở đây em sẽ có một là em sẽ tải lên hai là em đã đau những cái video về cái hashtag này, này. ví dụ như là cái mọi người có nhớ này là cái hashtag về sắp hoặc là cái hashtag về em lấy cái kênh youtube là của mình không là tủ sách nhân á thì em có chỉ tủ sách nhân này em sẽ lấy vào lấy danh sách này ở đây thì nó sẽ có cái phần mà em cái video mà em đã tải về ở đây thì nó sẽ có cái id cái nội dung cái người đăng và cái ngày đã tải xuống thì mọi người cũng thể xem được ha ở đây thì em ví dụ đang lên bài viết số 1 đi thì em sẽ chọn cái video số 1 rồi sau đó em kéo xuống ha ở đây thì cái cài đặt tác vụ này nó sẽ có là một coi là chính là bỏ qua những video đã đăng. Thì trường hợp là anh chị đăng nhiều đúng không? Nhiều fanpage thì anh chị có thể ví dụ như là nó sẽ bị tình trạng gọi là lặp lại đúng không? Lặp lại giữa giữa những fanpage này. Ví dụ như anh chị chọn random chẳng hạn, random những cái video ví dụ anh chị chọn 5 10 video chẳng hạn ha. Thì anh chị sợ rằng ví dụ cái video đó đã đăng cho fanpage A à, vào ngày đầu, đầu tiên rồi. Vậy thì anh chị lo sợ là ví dụ như là video thứ hai vậy qua ngày thứ hai đi rồi video đó nó có đăng lên trên fanpage a nữa hay không ờ thì anh chị sẽ sử dụng cái chức năng là bỏ qua những video đã đăng thì nó sẽ nhận đến dạng là không bị đăng trùng cho một nội dung đó cho qua hai ba ngày bốn năm ngày gì đó ha rồi anh chị sẽ chọn cái chức năng này tức là xóa hashtag xóa nội dung xóa hashtag của cái fanpage này hoặc là xóa nội dung fanpage này đó là tùy chọn của anh chị tiếp theo nữa là chọn chế độ ví dụ như là nãy mình chạy bằng token đúng không mình lấy like token hoặc là nếu mà anh chị nhớ cái cơ chế thứ bốn không và cơ chế quét bằng cái cookie thì anh chị chọn cái cookie rồi mình sẽ chọn đa kênh hoặc là đơn luôn ở đây em chọn đa luôn bởi vì em chọn nhiều video em chọn đa luôn đấy thì em sẽ chọn ví dụ như là ở đây thì nó sẽ có cái chế độ này ví dụ như là đa luôn đa luôn chính là giới hạn số luôn đăng cho xấu thì không giới hạn số video đăng lên ví dụ như là một lần em đăng lên em lấy xấu tài khoản Facebook hoặc là em có 12 tài khoản Facebook đi thì nó một lần nó đăng lên nó chỉ lấy xấu tài khoản đó đăng thôi còn nó không vượt quá ờ thì cái cái khi mà anh chị sọ, sử dụng đa luồng nó sẽ bảo vệ cho mọi người ít bị chất bon nhất ờ mà nhưng mà nó cái cái ngược lại nó sẽ đang rất là chậm nếu mà anh chị có trên tầm khoảng trên 100 trăm nha em thì nó đang rất là chậm ờ nhưng mà nó sẽ bảo vệ được cái nick của mình để tránh tình trạng bị chất bon được các kiểu còn giới hạn video tức là anh chị không giới hạn số luôn tức là không giới hạn số nick nhưng mà anh chị đăng video cho một id hoặc là vui đi cho một trăm trăm video cho một ngày mà thôi ờ nhưng mà khi mà nó dẫn tới tình, tình trạng đăng nhanh á thì có thể là Facebook nó sẽ phát hiện nha. cho nên là cho nên là anh chị có thể xem và cân nhắc những cái tính năng ví dụ như là đa luồng, uh, chọn luồng hay là chọn video đó là tùy vào cái cách anh chị làm. rồi mình sẽ em sẽ bấm vào chữ đăng ngay thì bắt đầu phần mềm sẽ đăng cho mình rồi nó sẽ đăng video thành công này, nó sẽ có cái ID video này luôn. ờ vậy thì cái tình rồi tiếp theo nữa là nếu mà anh chị không có thời gian chẳng hạn anh chị đặt lịch anh chị muốn đặt lịch nó vào trong ngày mai vậy thì anh chị ở đây thì nó sẽ có cái phần đặt lịch anh chị có bấm vào phần đặt lịch anh chị sẽ chọn cho em một khung thời gian mà anh chị muốn sau đó anh chị bấm ví dụ như là ngày 8 tháng 4 đi em sẽ chọn vào ngày 9 tháng 4 lúc 00 giờ hoặc là lúc bao nhiêu giờ đó apply nó chữ hàng giờ là xong là đúng ngày mai đó khi anh chị bật phần mềm lên nó sẽ tự động nó chạy ok rồi khi mà đăng xong thì mình phần mềm nó sẽ tự động dừng lại hoặc là anh chị tự động dừng lại luôn cũng được bởi vì phần mềm nó theo cơ chế dài lập cho nên là cái phần uh, đăng xong rồi nó sẽ chờ một khoảng thời gian để nó tắt thì nếu mà anh chị muốn tắt nhanh thì các bác chị dừng dự, lại ha tiếp theo nữa là đăng lên real fanpage đăng lên real fanpage ở đây thì bên em đã nãy mình nhớ là mình quét tầm khoảng 42 fanpage đúng không thì ở đây thì mình sẽ chọn ra những fanpage từng ngành hàng để mình đăng uh, hoặc là anh chị sẽ gom nhóm những cái fanpage này lại bằng cách là anh chị bấm vào chỗ này đúng không ví dụ như là em có cái fanpage này đi thì ngành hàng này đi thì em muốn cái gom nhóm cái fanpage này lại để đăng chừng sau có bị chung ấy em bấm chữ tạo nhóm thì em sẽ chọn ra những fanpage đó cũng như là nhóm A đấy em bấm, em bấm chữ tạo thì nó sẽ ra nhóm A thì việc của em là chọn nhóm A ấy chọn chọn cho nó cái video ví dụ như là em chọn cái này ấy rồi em chọn chữ xác nhận. Thì nó sẽ ra video. Rồi bắt đầu là em sẽ bấm vào cái chỗ uh, đăng bài, đăng bỏ qua những video cần đăng rồi sau đó là em sẽ bấm y chang như kia luôn luôn làm sẽ bấm chữ uh, đăng ngay hoặc là em đặt đặt lịch cho nó đăng. Ờ uh, hoặc là tiếp theo nữa là cái đăng reel trên Instagram thì nếu mà anh chỉ có Instagram chị bấm vào thôi và anh chị bấm vào cái chữ là chọn nó giống như là reel trên uh, fanpage vậy nó không khác gì nhau hết bởi vì hai hai nền tảng này gần như là của nhau ờ, đầu thuộc phần Meta Facebook tiếp theo nữa là đăng YouTube Shop đăng YouTube Shop thì ở đây thì khi mà anh chị bấm vào đồng bộ đúng không thì bên em có một uh, lưu ý này là không chọn channel muốn đăng thì phần mềm sẽ tự động chọn channel mặc định của tài khoản đó ví dụ như là như em đúng không là cái kênh YouTube của em nó cũng có em quản lý tầm khoảng em có tầm khoảng 4 bốn kênh chẳng hạn ờ em có bốn kênh ví dụ đây đúng không thì em sẽ có tầm khoảng 4 kênh vậy thì nếu mà anh chị không chọn thì nó sẽ mặc định nó sẽ chọn cái mặc định hiện tại luôn của mình để cho nó đăng à. còn nếu mà anh chị chọn thì nó sẽ đăng cho từng cái thôi đấy rồi anh chị kéo xuống ở đây cái kênh của mình ha rồi anh chị kéo xuống ở đây thì youtube thì nó có những cái khách thêm một xíu đó chính là cái cổ cái chỗ là cài đặt tác vụ này nó sẽ có số hashtag hoặc là số nội dung hoặc là Uh, mình sẽ có là nội dung không dành cho trẻ em hoặc là dành cho trẻ em hay gì đó thì đó là tùy cách của mình chọn bởi vì cái đây là cái bạn mình của Facebook mình 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 phải tuân thủ ờ uh, tiếp theo nữa là bỏ qua những video đã đăng thì mình cũng y chang như cái kia luôn uh, anh chị có thể tắt kiếm tiền hoặc là bật kiếm tiền nếu mà cái kênh của mình trên một ngàn trên một ngàn sub và bốn ngàn được xem là được bật kiếm tiền rồi thì mình có thể bật kiếm tiền hoặc là tắt kiếm tiền và sau đó các bạn uh, anh chị bấm vào chữ đặt thật là đăng ngay đấy để cho phần mềm đăng thôi tiếp theo nữa là đăng tiktok thì tiktok nó cũng mới trang vậy thôi anh chị đồng bộ xong rồi anh chị bấm video xong rồi anh chị bấm chữ đăng ngay anh chị bấm, anh chị bấm chữ đặt lịch và bấm chữ dừng lại đó là cái cách mà anh chị có thể xếp cho video của mình vậy thì đó là cái năm nền tảng anh chị có thể đăng vậy thì ở đây thì nó sẽ có cái phần gọi là đặt lịch này thì đặt lịch ở đây thì nó sẽ nằm ở đâu nó sẽ nằm ở cái chỗ cái mục thứ hai là lịch, phần lịch trình lịch trình đúng không thì ở đây em đã có này ví dụ như là đăng reel trên facebook Facebook profile vào cái ngày thời điểm bao nhiêu bao nhiêu giờ gì đó đúng không? Vậy thì em một có lẽ có thể chỉnh sửa những cái video này thì cho những cái tài khoản này uh, em có thể tùy chỉnh và em chỉnh sửa rồi hoặc là em có thể xóa xóa đi bởi vì nó không phù hợp với lại cái đó nữa. Vậy thì nếu mà em em muốn đăng đúng không? Nhưng mà đăng một cái khung giờ đó luôn cho một tháng luôn hoặc là một tuần luôn. Việc của em là chính là em chọn cái sao chép lịch trình em chọn cái ngày ví dụ như là ở đây thì em có cái ngày là ngày 3 tháng 4 đi chẳng hạn vào ngày 3 tháng 4 là em copy cái ngày là ngày 3 tháng 4 ờ, ngày 3 tháng 4 thì em muốn copy ra ngày 4 ngày 5 ngày 6 ngày 7 ngày 8 ngày 9 ngày, 10, ngày 11 đó em copy đồng tháng nữa thì sao chép thì nó sẽ sao chép ra hết luôn cho em là cái khoảng thời gian đó ờ, vì của em là một làm chỉnh sửa ha là em tiếp tục uh, sao chép ra những ngày, ngày sau thôi để thì đó là cái tính năng của phần lịch trình rồi tiếp theo nữa là cái phần tác vụ về video thì ở đây đúng không mình sẽ quản lý được những cái video mà mình đã tải về ở trên tiếp phần mềm hoặc là những cái thư mục về video mà anh chị muốn tải lên ví dụ như là anh chị có tầm khoảng 30 video trong máy đi và anh chị không muốn đi sao chép của bất cứ bên nào hết ờ, anh chị có thể bấm chữ tải lên video trên máy thì anh chị uh, đưa đây ví dụ em có cái này đúng không chữ select folder thì bắt đầu thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ tải lên này nó sẽ tải lên bởi vì em đã tạo này thì nó 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 sẽ tải lên những cái video của mình đấy hoặc là anh chị sẽ xem những cái video mà mình đã tải từ cái phần mềm này để nó sẽ từ phần mềm một ở đây thì nó sẽ thay đổi nội dung nội dung này đó, nó sẽ auto cho anh chị là lưu ừ. rồi tiếp theo nữa là chọn âm thanh thì nếu mà mình chưa có âm thanh thì mình có thể chọn vậy thì cái kho mình sẽ tiếp tục tới cái kho kho nhạc một anh chị sẽ tải lên cái kho nhạc của mình Uh, một anh anh chị chỉ tải lên kho nhà của mình thôi sau đó anh chị bấm vào cái chữ là quay lại cái chỗ mà danh sách video á rồi anh chị sẽ thay những cái video những cái âm nhạc mà mình đã làm ha thì em sẽ gửi cho anh chị cái list nhạc video uh, list nhạc tải nhạc để cho anh chị có thể lòng tiếng hoặc là anh chị edit gì đó cho cái video của mình nó khác biệt hơn một xíu ha thì đây là toàn bộ cái hướng dẫn sử dụng về thằng simo tiếp đao thì anh chị nếu mà anh chị cảm thấy hay thì anh chị vui lòng bấm like và subscribe cái kênh atb Care ha